Phi Nhung nghẹn ngào kể lại cú sốc khiến mình và Mạnh Quỳnh khóc nức nở trong phòng thu âm. Ngay trước khi bước vào phòng thu âm thì Phi Nhung và Mạnh Quỳnh nhận được tin dữ, cả hai vẫn phải nén đau làm tiếp công việc. Thế nhưng đứng trong phòng thu, cả hai đều khóc nức nở. Vừa qua chương trình, Chân Dung Cuộc Tình, lên sóng tập mới. Phi Nhung và Ngọc Ánh là hai khách mời chia sẻ cùng MC Minh Đức. Lần này họ nói về nhạc sĩ Song Ngọc, cái tên đình đám trong dòng nhạc Bolero. Nói về nam nhạc sĩ, cả ba đều bày tỏ sự trân trọng, tưởng nhớ đến những đóng góp của ông cho âm nhạc nước nhà. Nói về đàn anh, ca sĩ Ngọc Ánh cho biết mình từng may mắn được gặp gỡ ông. Ấn tượng của cô với nhạc sĩ Song Ngọc là một người đàn ông có nụ cười ấm áp, chất giọng nam bộ đặc trưng và tính cách rất vui vẻ. Các ca khúc của nhạc sĩ Song Ngọc đều mang âm hưởng nhẹ nhàng, da diết đặc trưng của Bolero. Ngoài đời có thể hài hước, dễ gần nhưng trong công việc ông lại rất khó tính, đòi hỏi khắt khe. Trong khi đó, Phi Nhung cũng chia sẻ những kỷ niệm nhớ mãi không quên với đàn anh quá cố. Là một trong những ca sĩ có cơ hội làm việc nhiều với nhạc sĩ Song Ngọc, nữ ca sĩ có nhiều điều muốn thổ lộ khi nói về ông. Theo lời Phi Nhung, ngày mình làm live show kỷ niệm 20 năm ca hát, nhạc sĩ Song Ngọc cũng đến. Một số lần nhìn xuống khán đài, cô thấy đàn anh khóc như mưa vì xúc động. Dấu ấn của nhạc sĩ Song Ngọc với Bolero là vô cùng lớn. Chính vì thế mà khi ông đột ngột qua đời, giới văn nghệ sĩ cả nước không khỏi bàng hoàng, đau xót. Chú nói, chú chứng kiến hết thành công của tôi, từ lúc tôi chập chững lên sân khấu, còn chưa biết cách cầm micro và đến thời điểm hiện tại, khiến chú xúc động. Một tuần trước khi qua đời, chú còn gọi điện từ Mỹ về Việt Nam gặp tôi. Chú nói rằng, chú mới sáng tác bài Thất Tình Ca cho tôi với anh Mạnh Quỳnh. Bài hát rất hợp với giọng hai đứa tôi. Tôi đang định thu âm thì một tuần sau, chú mất. Tôi vừa thu âm vừa khóc rất nhiều, anh Mạnh Quỳnh cũng khóc, xót xa quá, Phi Nhung nghẹn ngào kể lại. Nhạc sĩ Song Ngọc tên thật là Nguyễn Ngọc Thương, sinh năm 1943 ở Long Xuyên. Trong suốt sự nghiệp, nhạc sĩ Song Ngọc có hơn 300 tác phẩm. Ông là chủ nhân của rất nhiều ca khúc đình đám như Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân, Đàn Bà, Chiều Thương Đô Thị, Chuyến Xe Ba Người. Cơ duyên để nam nhạc sĩ đến với âm nhạc được cho là vì biến cố năm 14 tuổi, khi cô bạn ông thích bất ngờ phải chuyển đi xa. Về sau nhạc sĩ Song Ngọc gặp lại người cũ nhưng lại bị từ chối tình cảm. Vì quá thất vọng và buồn bã nên ông đến tận nhà đối phương muốn hỏi cho ra nhẽ, nào ngờ lại thấy cô bạn đang học hát với một nhạc sĩ. Từ đó Song Ngọc quyết tâm trở thành một nhạc sĩ. Phi Nhung nghẹn ngào kể lại cú sốc khiến mình và Mạnh Quỳnh khóc nức nở trong phòng thu âm. Ngay trước khi bước vào phòng thu âm thì Phi Nhung và Mạnh Quỳnh nhận được tin dữ, cả hai vẫn phải nén đau làm tiếp công việc. Thế nhưng đứng trong phòng thu, cả hai đều khóc nức nở. Vừa qua chương trình, Chân Dung Cuộc Tình, lên sóng tập mới. Phi Nhung và Ngọc Ánh là hai khách mời chia sẻ cùng MC Minh Đức. Lần này họ nói về nhạc sĩ Song Ngọc, cái tên đình đám trong dòng nhạc Bolero. Nói về nam nhạc sĩ, cả ba đều bày tỏ sự trân trọng, tưởng nhớ đến những đóng góp của ông cho âm nhạc nước nhà. Nói về đàn anh, ca sĩ Ngọc Ánh cho biết mình từng may mắn được gặp gỡ ông. Ấn tượng của cô với nhạc sĩ Song Ngọc là một người đàn ông có nụ cười ấm áp, chất giọng nam bộ đặc trưng và tính cách rất vui vẻ. Các ca khúc của nhạc sĩ Song Ngọc đều mang âm hưởng nhẹ nhàng, da diết đặc trưng của Bolero. Ngoài đời có thể hài hước, dễ gần nhưng trong công việc ông lại rất khó tính, đòi hỏi khắt khe. Trong khi đó, Phi Nhung cũng chia sẻ những kỷ niệm nhớ mãi không quên với đàn anh quá cố. Là một trong những ca sĩ có cơ hội làm việc nhiều với nhạc sĩ Song Ngọc, nữ ca sĩ có nhiều điều muốn thổ lộ khi nói về ông. Theo lời Phi Nhung, ngày mình làm live show kỷ niệm 20 năm ca hát, nhạc sĩ Song Ngọc cũng đến. Một số lần nhìn xuống khán đài, cô thấy đàn anh khóc như mưa vì xúc động. Dấu ấn của nhạc sĩ Song Ngọc với Bolero là vô cùng lớn. Chính vì thế mà khi ông đột ngột qua đời, giới văn nghệ sĩ cả nước không khỏi bàng hoàng, đau xót. Chú nói, chú chứng kiến hết thành công của tôi, từ lúc tôi chập chững lên sân khấu, còn chưa biết cách cầm micro và đến thời điểm hiện tại, khiến chú xúc động. Một tuần trước khi qua đời, chú còn gọi điện từ Mỹ về Việt Nam gặp tôi. Chú nói rằng, chú mới sáng tác bài Thất Tình Ca cho tôi với anh Mạnh Quỳnh.